đấy mà sao mà còn giá 9.000 luôn, quá sốc. Xếp hàng nãy giờ xếp hàng để mua sợ bỏ được. Cái này là hiệu hiệu gì tao quên, Teamo hả? Đây là Teamo. Ấy kìa, xếp hàng theo đó. Đây là hiệu Teamo khuyến mãi à. YouTuber Minh Tâm cũng đang quay phim về cái chỗ khuyến mãi này nè. Ông muốn vậy. Rồi. Muốn là mình muốn gì nữa. YouTuber Minh Tâm cũng rất là siêng quay ha. Giờ xếp hàng chung luôn nè, vui. Xếp hàng đông quá trời. Cái chỗ này đâu nào phải chưa cũng xếp hàng đông. Ủa vậy kêu đây. Đang khuyến mãi mà. Teamo, cái này Teamo. Đồng giá mà đâu chỉ ra. Bán nhưng mà lâu quá. Đây là YouTuber Minh Tâm. Minh Tâm cũng đang quay phim chỗ giờ ơi cho tụi quay phim mãi. Teamo, thương hiệu mới xuất hiện tại Việt Nam. Chị mới vô chị không biết. Chị sợ em quên em bỏ vô chị đi về xa lắm á. Có chỗ nào? Ba. Ra nghe bên ra ngoài cái xe nghe, đứng đi vô đi. Vô luôn đi con. Dạ là ly cam xả nha. Một ly kia là cam xả. Dạ này nha. Cấp hàng rồi nãy giờ mới lên tới đây á. Anh cho em hỏi cái này tính cá em đi thêm 19 ly. Sao em đưa nãy qua 2 ly 40.000. Anh kia không thối gì vậy. Em đi 338 là không quá nha, 40. Nó thối có 1.000. Trai ơi, có 1.000 thối cho chị chưa vậy? Lấy chị đưa 57.000 á, vô đó thì thối. Cái người đứng ở đây có thối gì chưa? Để cái này. Đúng rồi, phải order trước. Cái quan trọng là cái thuốc này. Đúng rồi. Bây giờ quay vô là xếp hàng lấy ở đây. Nãy rồi, em thở nhiều đây đánh được. Thật sự hot quá. Thôi để tí thôi đi làm việc khác thôi. Đang quay mọi người đang xếp hàng để mua trà sữa khuyến mãi.
chở dễ thương quá à. Đây là livestream mọi người xếp hàng mua trà sữa.